Top 10 mẫu gậy gôn Nhật Bãi được mọi người lựa chọn nhiều nhất hiện nay, những cây gậy gôn made in Japan đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Những cây gậy gôn Nhật Bãi luôn được người tiêu dùng Việt đánh giá cao không chỉ về mẫu mã, chủng loại, kiểu dáng, màu sắc, chất lượng mà còn cả về giá thành phải chăng. Cùng Sen Âu Lạc tìm hiểu top 10 mẫu gậy gôn Nhật Bãi được mọi người lựa chọn nhiều nhất hiện nay qua bài viết dưới đây nhé. Chúng ta thường quên thuộc và nghe tới các cụm từ như xe đạp bãi, hàng Nhật Bãi thực tế cụm từ gầy gôn bài cũng có ý nghĩa khá giống với các khái niệm kể trên có thể hiểu một cách nôm na gầy gôn bãi là bộ gậy đã qua sử dụng gậy thường đã cụ hoặc từng bị thay đổi các bộ phận như grip sáp khi chủ nhân không còn nhu cầu sử dụng sẽ để lại các bãi để đơn vị thu gom gậy gôn nhật bãi được mọi người lựa chọn vì mua gầy gôn nhật bãi sẽ giúp người chơi tiết kiệm được khá nhiều chi phí họ có thể sở hữu được chiếc gậy gôn chính hãng mà mình yêu thích chỉ với mức giá từ 40 đến 50% so với hàng new. Golfer có thể được trải nghiệm với nhiều loại gậy gôn tới từ các thương hiệu nổi tiếng. Từ đó giúp người chơi có thể lựa chọn ra cây gậy gôn phù hợp nhất với bản thân. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu những chiếc gậy gôn đẳng cấp thế giới hoặc là phiên bản giới hạn với mức giá tốt mà nếu bình thường bạn không có khả năng mua được gậy gôn bãi đánh dễ quen tay hơn. Hiện nay, đa phần các gậy gôn bãi có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Nhật. Trong số đó, các thương hiệu nổi tiếng có thể kể tới Homa, Taylormet hoặc Mizuno bên cạnh những điểm trừ về chất lượng. Gậy gôn bãi cũng được đánh giá là có nhiều ưu điểm. Dòng sản phẩm phù hợp có giá rẻ, dễ dàng để lựa chọn đồng thời có thể quen tay hơn, ưu điểm đặc biệt đã được nhiều người thử nghiệm và xác nhận khi mua gậy gôn cũ, hàng bãi. Gậy gôn đã qua sử dụng mang tới cảm giác tốt hơn, nhất là với những người mới gia nhập, bên cạnh đó, sử dụng bộ gậy cũ sẽ giúp người chơi tự tin hơn. Nguyên nhân là bởi chiếc gậy tạo ra tâm lý người chơi đã sử dụng bộ gậy tới thuần thục và thường xuyên, kinh nghiệm chọn mua gậy gôn Nhật Bãi mà bạn nên biết chú ý đến thương hiệu của gậy gôn. Để một thương hiệu thành công, nổi tiếng và uy tín trên thị trường thì phải cần đến từ 30 đến 50 năm. Do đó bạn nên chọn những thương hiệu có lịch sử hình thành trong khoảng thời gian này để an tâm về chất lượng. Bạn có thể tham khảo một số thương hiệu gậy gôn như Titoist, XSIO, Homa, bạn nên lựa chọn mặt gậy gôn rộng. Mặt gậy rộng sẽ giúp tăng cường góc tiếp xúc giữa gậy và bóng. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì hãy chọn gậy gôn có mặt rộng và dày để hỗ trợ tối đa tốc độ bóng. Khi đã sở hữu kỹ thuật thuần thạo thì bạn nên chuyển qua những loại gậy gôn có mặt mỏng hơn. Độ cứng của gậy gôn nên chọn theo trình độ, tuổi tác, giới tính. Người mới chơi và phụ nữ nên chọn gậy gôn có cán graphite. Dòng này hỗ trợ lực rất tốt, ngoài ra còn rất nhẹ nữa nên chúng sẽ giúp bạn kiểm soát và điều chỉnh đường bóng phát ra hiệu quả. Những gôn thủ hoặc những người có lực bắp tay khỏe nên chọn gậy gôn có cán sắt giá của những chiếc gậy gôn cũ nhật thường dao động trong khoảng từ 20 đến 30 triệu bạn nên tham khảo kỹ giá của nhiều nhà bán hàng cùng loại lựa chọn đơn vị mua hộ uy tín có thể thực hiện đấu giá gậy gôn nhật bãi trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng của nhật để tiết kiệm chi phí đọc kỹ thông tin hình ảnh video về sản phẩm và seller